Kính chào quý vị và các bạn, Phương Thảo rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị trong bản tin của Thông tin mới nhất. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào, mời quý vị hãy cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin mới nhất với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, theo trang Thời báo Hoàn Cầu, vừa qua tỉnh Giang Tây Trung Quốc đã bước vào thời chiến khi tăng mức cảnh báo về ứng phó lũ lụt khẩn cấp và thiên tai lên mức cao nhất vì mưa lớn kéo dài. Khuya ngày Chủ nhật vừa qua, mực nước tại trạm thủy văn ở Hồ Bà Xương, tỉnh Giang Tây cao kỷ lục, vượt mức cảnh báo đỏ 22,52m trong trận Đại Hồng Thủy năm 1998. Hơn 4.000 người tử vong trong trận lũ lụt thảm khốc năm 1998 và thiệt hại kinh tế 160 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 22,9 tỷ đô la Mỹ. Một quan chức huyện Bà Dương, Vương Trung Hoa nói với Thời báo Hoàn Cầu, chính quyền và người dân đã có biện pháp để đắp đê ngăn lũ lụt bằng các túi cát vào đêm ngày thứ hai. Các lực lượng ứng phó cũng sẵn sàng. Hồ Bà Dương là hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc thuộc lưu vực sông Trường Giang. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, mưa lớn kéo dài khiến cho mực nước của hơn 400 con sông ở Trung Quốc vượt mức báo động, trong đó hơn 30 con sông ghi nhận mực nước cao kỷ lục. Đến nay, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 40,89 triệu người ở 27 tỉnh thành, khiến cho 155 người thiệt mạng hoặc mất tích và làm 28.000 ngôi nhà bị thiệt hại. Trung Quốc đã nâng mức ứng phó với lũ lụt quốc gia lên mức cao thứ hai vào hôm thứ hai. Nhiều người đặt ra câu hỏi liệu đập Tam Hiệp có thể ngăn được lũ lụt lúc này để chứng kiến tình hình lặp lại như 24 năm về trước, khi trận mưa lụt thường xuyên đạt đỉnh vào cuối tháng này và đầu tháng sau. Một số nhà phân tích cho rằng đập Tam Hiệp, dự án đi vào hoạt động năm 2003, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn lũ. Ông Trương Bắc Định, nhà phân tích cấp cao tại Hiệp hội Kỹ thuật Thủy điện Trung Quốc cho biết, mực nước sông có thể ở mức thấp bằng cách giữ nước ở thượng nguồn của hồ chứa đập Tam Hiệp, còn hồ Bà Dương và các nhánh khác có thể xả nước vào dòng chính của sông Trường Giang. Theo ông Trương, sông Trường Giang hiện đang an toàn so với năm 1998. Tình trạng mưa lớn kéo dài ở các vùng hạ nguồn của con đập ngập lụt lớn nên các nhà chức trách đã phải giảm mức xả lũ xuống 19.000 mét khối một giây vào hôm Chủ nhật, lần giảm thứ 5 trong mùa lũ năm nay. Tờ báo Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời tiến sĩ Cao Kiến Quốc, thành viên Ủy ban Quốc gia giảm thiểu thảm họa, cảnh báo thách thức lớn nhất vẫn còn chưa đến. Ông Cao nói rằng dù đập Tam Hiệp có vai trò lớn trong việc điều tiết lũ trên sông Trường Giang, nhưng ở những vùng hạ lưu có thể đối diện với thách thức lớn từ mưa cục bộ gây ra ngập lụt. Bên cạnh đó, mưa bão cũng thường xuyên xảy ra vào tháng sau, có thể tăng thêm nguy cơ cho khu vực lưu vực sông Trường Giang. Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định rằng mưa lớn bất thường trên lưu vực sông Trường Giang gây ra lũ lụt nặng không chỉ là bài kiểm tra cho đập Tam Hiệp mà còn cho và công tác ứng phó với thảm họa chung. Trung Quốc đang trải qua mùa lũ lụt nghiêm trọng với lượng mưa trung bình tại lưu vực sông Dương Tử đạt mức kỷ lục từ năm 1961 theo Tân Hoa Xã. Nhà chức trách đã ban bố mức ứng phó với lũ lụt khẩn cấp lên mức cao nhất. Đợt thiên tai đã đặt ra những câu hỏi về vai trò của đập Tam Hiệp, dự án thủy điện lớn nhất thế giới nằm trên thượng nguồn của sông Dương Tử, đoạn qua thị trấn Tam Đảo Bình của tỉnh Hồ Bắc. Hôm vừa qua, Thứ trưởng Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc Diệp Kiến Xuân cho rằng các con đập trên cả nước, đặc biệt là đập Tam Hiệp đã hoạt động hiệu quả trong việc kiểm soát lũ lụt năm nay. Theo Reuters, ông Diệp nói đập Tam Hiệp đang chứa 2,9 tỷ mét khối nước. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc hôm thứ Ba tuần trước công bố dữ liệu cho thấy mực nước trong hồ chứa của đập Tam Hiệp đã đạt mức 155,2m, cao hơn 8,7m so với mức cảnh báo lũ. Công ty điều hành đập hôm thứ Hai cho biết lượng nước trong hồ chứa của đập đã đạt 88% tổng dung tích, trong khi đó lượng nước xả lũ của đập cũng điều chỉnh giảm xuống khoảng một nửa, còn 21.000 mét khối trên dây nhằm giảm áp lực lũ tại các vùng trung và hạ lưu của sông Dương Tử. Tuy nhiên, nhiều khu vực ở hạ nguồn sông như hồ Động Đình, hồ Bà Dương đang có mực nước cao kỷ lục. Chính quyền Trung Quốc gần đây cũng thừa nhận rằng không thể chỉ dựa vào đập Tam Hiệp để điều tiết lũ cho cả vùng đồng bằng sông Dương Tử. Một số nhà phân tích được truyền thông nước này dẫn lời nhận định rằng đỉnh lũ vào cuối tháng này và đầu tháng sau sẽ là bài kiểm tra thực sự cho đập Tam Hiệp và hệ thống ứng phó thảm họa chung. Theo Reuters, Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm thứ Ba công bố dữ liệu cho thấy mực nước trong hồ chứa của đập Tam Hiệp đã đạt mức cao 155,2m, cao hơn 8,7m so với mức cảnh báo lũ. Giới chức Trung Quốc cho biết đập Tam Hiệp có thể chứa một lượng nước với mức nước lên tới 175m. Hôm đầu tháng, sông Trường Giang hứng chịu đỉnh lũ đầu tiên trong năm nay, nhà chức trách đã cho mở một số cửa xả lũ của đập Tam Hiệp để giảm bớt mực nước trong hồ chứa. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài trong các vùng hạ nguồn của đập Tam Hiệp gây ra ngập lụt lớn, nên các nhà chức trách đã giảm mức xả lũ xuống còn 21.000 mét khối mỗi giây vào ngày Chủ nhật, lần giảm thứ 5 trong mùa lũ này, với việc mùa mưa lũ bắt đầu từ giai đoạn chính vào cuối tháng này và đầu tháng sau. Thứ trưởng Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc Diệp Kiến Xuân cho biết, tình hình hiện nay đang rất lo ngại cho khu vực sông Trường Giang và các hồ lớn ở hạ nguồn. Tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời chuyên gia Cao Kiến Quốc, thành viên Ủy ban giảm thiểu thảm họa quốc gia cảnh báo thách thức lớn nhất vẫn còn chưa đến. Tuy nhiên, mưa bão thường xuyên xảy ra vào tháng sau, có thể tăng thêm nguy cơ cho khu vực lưu vực sông Trường Giang. Những cơn mưa lớn nhất bất thường chính là những mối đe dọa nguy hiểm đối với đập Tam Hiệp, đồng thời chính là bài tập kiểm tra cho đập Tam Hiệp và lực lượng ứng phó thảm họa. Trước đó, những cơn mưa tấn công tỉnh An Huy, nơi từng hứng chịu trận lũ kinh hoàng vào năm 1911, khiến nơi này một lần nữa phải khốn đốn vì lũ dữ.
dâng cao. Nghiêm trọng hơn là làm vỡ đoạn đê dài 50 mét ở huyện Bà Dương, khiến cho khoảng 9 người ở khu vực tỉnh An Huy phải đi sơ tán. Nhiều khu vực thuộc lưu vực sông Trường Giang như các thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc, Cửu Giang và Nam Sương, tỉnh Giang Tây đã phát đi cảnh báo đỏ để ứng phó với lũ. Mực nước tại 4 trạm thủy văn ở Hồ Bà Dương, hồ lớn nhất Trung Quốc, đã vượt mốc kỷ lục trong đợt lũ sông Trường Giang năm 1998. Nguy cơ mà đập Tam Hiệp đối diện vẫn chưa thực sự đến, nhưng những trận lũ ở hạ lưu đã khiến thiệt hại về người và của trầm trọng. Tính đến thứ ba tuần trước, mưa lũ năm nay đã ảnh hưởng đến gần 38.000 người tại 27 tỉnh, 76.000 người được sơ tán, ít nhất 148 người chết hoặc mất tích và 28.000 ngôi nhà đổ sập. Kính thưa quý vị, gần đây mưa lớn liên tục xảy ra ở miền Nam của Trung Quốc và thảm họa đã được báo cáo ở các tỉnh như Hồ Nam, Vân Nam, Chiết Giang với tổng số hơn 3 triệu người bị ảnh hưởng. Dựa trên các báo cáo của phương tiện truyền thông đại lục vào ngày thứ hai tuần vừa qua, mưa lớn đã xảy ra ở Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang và những nơi khác. Tính đến 8 giờ ngày thứ ba, 642 hồ chứa vừa và nhỏ ở tỉnh Hồ Nam đã bị tràn. 1.625.100 người bị ảnh hưởng ở 50 quận thuộc 8 thành phố, bao gồm cả phía tây của Hồ Nam, quận Lucy. Do ảnh hưởng bởi mưa và lũ lớn, khiến cho hơn 2.700 hectare mùa màng bị phá hủy, 56.500 người bị ảnh hưởng. Ông Liao ở làng Tahu, thị trấn Hai Sui, huyện Lucy của tỉnh Hồ Nam cho biết, thảm họa ở thị trấn Lucy rất nghiêm trọng, nhiều nơi đã bị sập và sạt lở đất. Lũ lụt đã tràn vào nhà và bờ kè ở nông thôn chưa được xây dựng, lúa đã mất hết, dưa cũng bị mất hết. Theo báo cáo, thảm họa lũ lụt đã ảnh hưởng đến 1,163 triệu người tại 8 thành phố và 34 quận bao gồm Nam Sương, Trấn Cảnh Đức, Trấn Bằng Tường, Cửu Giang và Giang Tây, 7 người chết và 7 người mất tích. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,47 tỷ nhân dân tệ. Huyện Huiyuan của Giang Tây bị lũ lụt bao vây và danh lam thắng cảnh đã bị đóng cửa từ ngày hôm thứ Ba. Ông Su ở Huiyuan, Giang Tây cho biết, mưa xối xả đến quá nhanh, nó kéo dài một ngày một đêm. Do lượng mưa lớn nên hồ chứa phải xả lũ. Chuyện trăm năm mới có một lần, thiệt hại nặng nề lần này chắc chắn sẽ có thương vong, nhưng không ai biết số lượng. Đài quan sát khí tượng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam, mưa lớn trên diện rộng ở phía Nam sẽ tiếp tục diễn ra. Từ ngày mai đến 2 ngày tới, một đợt mưa mới chủ yếu tập trung ở khu vực Giang Nam và khu vực miền Trung. Quý vị thân mến, Thượng Hải cùng hàng chục thành phố khác ở Trung Quốc chìm trong cái nóng như thiêu vào hôm thứ Ba. Thời tiết nắng nóng bất thường làm nứt nẻ đường xá, buộc người dân phải đi tìm đủ mọi nơi để có thể mang lại chút mát mẻ. Đến 11 giờ sáng theo giờ địa phương, 68 thành phố bao gồm Thượng Hải đã ban hành cảnh báo đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 3 cấp. Mức cảnh báo này cho thấy dự báo nhiệt độ sẽ tăng lên đến hơn 40 độ C trong 24 giờ tới. Việc xây dựng các công việc ngoài trời khác sẽ phải tạm dừng. Hiện vẫn đang nỗ lực trong việc dập dịch COVID-19 nhỏ. Thượng Hải đã phát cảnh báo 25 triệu dân đề phòng thời tiết nắng nóng trong tuần này. Giới chức Lào nghi Trung Quốc xả lũ tại đập thủy điện khiến cho mực nước sông Mekong tiếp tục dao động bất thường. Có những ngày mực nước tăng đến 12 cm. Theo Oscar News, mực nước ở sông Mekong tại nhiều khu vực của Lào tăng lên đột ngột trong mùa khô, đe dọa các loài thủy sản, động vật hoang dã, các loài thực vật thủy sinh. Số liệu từ chương trình quan sát sông Mekong của trung tâm Stimson Mỹ cho thấy, 5 đập ở Trung Quốc đã xả nước từ hơn một tuần nay. Ông Nawat Soi Kao Yew, chủ tịch bảo tồn Chiang Khong ở Thái Lan, chú ý rằng nước sông Mekong vẫn trong, dấu hiệu cho thấy nước đổ về từ các đập của Trung Quốc, vì nếu là nước mưa thì sông nước sẽ đục hơn. Ông Soi Kao Yew cũng lo ngại mực nước dao động bất thường sẽ gây ảnh hưởng đối với toàn bộ hệ sinh thái. Những người sống nhờ dòng sông đã cảnh báo về sự thay đổi đột ngột trên vì họ lo rằng sóng nước đổ về sẽ cuốn trôi trứng của các loại thủy sản vừa mới sinh, trong khi tổ của những loài chim sống ven sông cũng có nguy cơ bị ngập. Trong khi đó là nước trong cũng mang theo ít chất dinh dưỡng cho hệ sinh thái hơn. Trước đó vào tháng 1, mực nước sông Mekong ở mức thấp đáng lo ngại do đập Cảnh Hồng ở Trung Quốc giới hạn xả nước để bảo trì hệ thống. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt Trung Quốc của kênh Tin Mới Nhất ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải của màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại!